Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của một bạn gái. Bạn có chia sẻ như thế này: chị ơi, em năm nay 35 tuổi, em có chồng và 3 con. Do chồng em cờ bạc, không lo cho gia đình, đi suốt ngày. Năm em sinh bé đầu, em khuyên anh không được, em đã từng nghĩ ly hôn. Nhưng nghĩ đến con và bố mẹ lúc nào cũng mong mình hạnh phúc, lại về lo cho con cái cơm nước. Tuy anh có ở nhà mà không bao giờ đỡ cho em, ngồi chơi cũng vậy. Lắm lúc nghĩ có chồng cũng như không chị ạ. Em chỉ muốn bỏ thôi, nhưng nghĩ giờ mình đã có 3 đứa thì làm gì được đâu chị. Rồi em vào mess, tình cờ em quen một anh. Lúc đầu em cứ nghĩ anh như những người khác đi trêu đùa các cô gái, nên em nói dối em chưa có gia đình. Em còn nói em 25 tuổi. Nói chuyện với anh một thời gian, em thấy anh chân thành. Anh có gia đình và 2 con nhưng đã ly hôn. Anh kể cho em nghe rất nhiều, do kinh tế tiền bạc chị ấy làm được nhiều hơn nên xúc phạm anh, nói này kia, và giờ anh nuôi 2 con. Và bố mẹ anh ở Hà Nội, anh là nhân viên văn phòng xây dựng, lương anh không nhiều, do tính anh nóng, tính ngang bướng nên công việc cũng khó khăn, nhưng anh rất giỏi. Còn em quê ở Nam Định, chúng em hay nhắn tin gọi điện cho nhau cả ngày đêm. Có những chuyện vui buồn anh đều chia sẻ cho em, từ công việc, gia đình. Anh nói cảm ơn em vì em đã đến lúc này và anh yêu em cũng yêu anh ấy nhiều. Em biết em và anh ấy chắc không đến được với nhau, nên có lúc em nói chia tay, anh không chịu. Em thấy có lỗi vì em đã nói dối anh, nhưng em không biết nói cho anh như thế nào. Em sợ anh ấy tổn thương nên không nói. Và rồi em và anh hẹn gặp nhau. Anh đã xin nghỉ làm để gặp em. Em không nghĩ lần gặp đó cũng là lần chia tay của bọn em. Có gần một ngày bên nhau nhưng bọn em chưa có quan hệ gì. Lúc gặp anh, em nói anh quá tốt và không biết có phải lần cuối gặp anh không. Rồi anh chở em ra bến xe. Em về nhắn tin cho anh cũng trả lời. Chắc do tại em tự ti về bản thân, lo sợ anh không muốn gặp mình nữa, nên tối em nhắn tin muốn gặp nhưng anh không chịu, tại vì mới gặp anh và anh mới xin nghỉ. Em cứ nài anh, em còn nói dối em theo anh về nhà. Anh bảo không thích em làm như thế. Và em thấy anh nhắn tin ít đi. Em nhắn anh xem, anh cũng không trả lời. Dù có đọc, em không biết làm sao, nên em nói hết sự thật về mình cho anh nghe. Em nói em không thay đổi được gì và xin lỗi anh. Anh nói không trách em, cũng như anh làm sao mà thay đổi được. Anh biết em có con lâu rồi. Anh không nói gì nữa, nhắn tin anh trả lời. Em gọi anh cũng không nghe máy. Em gọi nhiều, anh giận anh chặn luôn. Em cứ nghĩ em quên được anh, em không làm được. Em lên face đăng những trạng thái buồn, rồi tình cờ em quen được người nhà anh. Em xin số của anh và em gọi cho anh. Anh nghe mà không nói gì, anh bảo mệt và tắt máy. Anh nhắn tin cho em và bảo là em vào điện thoại của anh hỏi hết người này người kia. Anh bảo anh không phải tội phạm, bảo em đừng nhắn tin hay làm gì nữa. Chị ơi, em buồn quá chị à, em yêu anh ấy nhiều nên giờ không thể nào quên anh được. Gần một tháng trôi qua, em xin địa chỉ nhà để gặp anh. Em gọi điện, anh bảo không có nhà. Em bảo em đang gần nhà anh mới chịu gặp. Anh ra quán cà phê rồi gọi cho anh, nhưng em không quen ở trên đây nên em bảo anh ra chở em. Anh tức giận vì chuyện em lừa dối, đi theo anh về nhà và chuyện điện thoại chứ không phải chuyện em có con, và anh rất ghét em. Em chẳng biết em nói gì, em đã làm sai và xấu hổ. Em nói em chưa nói dối anh chuyện gì ngoài việc em đã có gia đình và em chưa bao giờ hối hận vì gặp anh. Chị cho em biết là giờ em phải làm sao. Giờ em chỉ yêu anh ấy và chờ anh ấy thôi. Em đã quyết định sẽ ly hôn không phải vì anh ấy mà vì em. Em không còn chút tình cảm nào với chồng nữa. Chị cho em lời khuyên em phải làm như thế nào ạ? Em cảm ơn chị. Em thân mến, em sai quá. Tất cả những ứng xử của em nó khiến cho một người đàn ông phải sợ gặp em. Người ta sợ, người ta chạy mất dép. Anh ấy nói đúng đấy. Anh ấy ghét em không phải là vì em đã có chồng, đã có con, mà vì tất cả những ứng xử của em. Em nghĩ mà xem, một cô gái kiểu như là khủng bố người ta, kiểu như mất kiểm soát bản thân, và trong mắt người khác em như kiểu là người mất kiểm soát và phát điên lên rồi, thì ai người ta cũng phải sợ, người ta phải chạy thôi. Em nghĩ xem lý do gì để anh ấy yêu em. Em nhìn xem, ai yêu ai cũng phải có lý do mà. Ví dụ như em có một cái bối cảnh là em đã từng kết hôn, em đã có con ấy, nhưng mà em hiểu chuyện,
em đáng yêu, đúng không? Em biết nghĩ cho người khác, em bình tĩnh, em bồi dưỡng cái sự cuốn hút của cá nhân, chứ em không gọi là chúng mất kiểm soát để mà ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác, em không khủng bố cuộc đời của người ta, thì ít nhất người ta mới có lý do để cạnh em chứ. Nhưng em không có lý do gì. Nhưng tất cả những ứng xử của em thực sự nó không có một cái điểm gì để mà người ta yêu mình cho được em ạ. Chị nói như vậy để em hiểu bản chất vấn đề và em thay đổi mình đi. Bây giờ em muốn ly hôn, đó là quyền của em, đúng không? Đúng, không phải vì anh ấy, bởi vì em có ly hôn anh cũng chẳng ở bên cạnh em đâu, bởi vì cái ấn tượng về em nó quá là xấu rồi. Đáng nhẽ nếu như mà em có lỡ nhá, chị không khuyến khích là nói dối ở trên mạng, bởi vì rất có thể bọn em sẽ gặp đúng người mà nói dối thì cuối cùng là mình mất đi mối quan hệ đấy. Nhưng ngay cả khi ban đầu em nói dối là em 25 tuổi và em còn trẻ như thế, thì đến cái lúc mà khi em phát hiện ra em có tình cảm với anh ấy và anh ấy có tình cảm với em, và bọn em dẫn đến cái việc là có thể sẽ gặp nhau và dự định gặp nhau rồi, thì trước khi gặp nhau em phải nói rõ những cái điều đấy để xem người ta có muốn gặp mình không đã thì mình hẵng gặp người ta, đúng không em? Phải nói với anh ấy rằng à, em có chuyện này em muốn nói với anh, em xin lỗi vì em đã nói dối anh, em không phải 25 tuổi, em 35 tuổi, em đã kết hôn và đã có con và em bất hạnh trong cuộc hôn nhân đấy. Ban đầu em lên mạng cũng chỉ là muốn nói chuyện vui vui chơi chơi thôi, nhưng em không ngờ rằng anh lại là một cái người đàn ông rất là chân thành như thế, và em nhận ra rằng mình không có quyền nói dối anh. Dù sau khi em nói ra cái sự thật này thì có thể là chúng ta sẽ không thể tiếp tục nói chuyện với nhau nữa, nhưng em không có quyền nói dối và em không thể nào nói dối với một người đàn ông chân thành như anh được đó. Thì ít nhất một cái ứng xử như thế người ta cũng đánh giá cao cái con người tử tế đó là em rồi, chứ không phải là gặp nhau xong rồi thấy người ta chán ghét mình rồi xong rồi mới thú nhận đâu em ạ. Bởi vì nói thẳng ra nhá, khi người ta gặp em người ta biết ngay em 35 tuổi, trừ trường hợp là em chăm sóc bản thân quá là tuyệt đi thì không nhận ra em 35 tuổi, thì nghĩ là em 25 tuổi. Thế nhưng mà thường thì chênh nhau 10 tuổi là chắc chắn là người ta biết là có vấn đề rồi, đúng không? Người ta sẽ nhận ra là em đang nói dối rồi. Cái thứ hai nữa, một người phụ nữ có 3 con rồi, đúng không? Nếu không phải là chăm sóc bản thân quá là tốt thì người ta cũng sẽ nhận ra ngay, chứ không phải là người ta không biết gì đâu em ạ. Thì anh ấy cũng nói với em, anh phát hiện ra cái chuyện em có con từ lâu rồi. Em nghĩ là em là ai mà em lừa được người ta, đúng không? Em có lừa giỏi đi chăng nữa em cũng sẽ bị phát hiện. Cho nên là khi mà em muốn có một mối quan hệ lâu dài và muốn được người ta yêu thì em phải thật. Ban đầu mình lỡ nói dối rồi, nhưng về sau trước khi gặp là mình phải nói thật cái đã. Và cái sai vô cùng lớn của em sau khi mà em gặp nhau đấy là em khủng bố. Em khủng bố điện thoại người ta, em liên hệ với người thân của người ta để tìm người ta. Đúng, người ta có phải tội phạm đâu mà em làm thế. Em làm cho người ta sợ phát khiếp, người ta sợ chạy luôn ấy. Em ạ, không ai người ta muốn ở cạnh một người phụ nữ như thế đâu em ạ. Cho nên là bây giờ điều em cần làm là gì? Ngừng không nói chuyện với anh ấy nữa. Và nếu như có muốn nói một lời cuối cùng thì hãy nói với anh ấy một cái tin như thế này nè. Anh à, em xin lỗi vì thời gian qua đã mất kiểm soát bản thân để làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh và những người xung quanh anh nữa. Có lẽ là em quá bị sốc với cái phản ứng của chúng ta sau khi gặp cho nên em làm như vậy. Nhưng em không có quyền làm thế. Và hôm nay em gửi đến anh một lời xin lỗi chân thành nhất vì tất cả những gì đã xảy ra. Em không có quyền nói dối anh và em không có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh, nhưng em đã cố gắng làm những điều đấy chỉ để phục tùng cảm xúc của mình. Em quá tệ đi rồi. Em xin lỗi anh và từ hôm nay thì em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Em mong rằng anh sẽ tìm được một người phụ nữ phù hợp với anh để có thể làm cho anh hạnh phúc. Ít nhất nói cái câu đấy đi để người ta còn thay đổi cái cách suy nghĩ về em. Và nếu có cơ hội thì có thể người ta sẽ cân nhắc, nhưng mà chị nghĩ rằng cái cơ hội sẽ rất là thấp. Nhưng ít nhất là một người tử tế thì phải nhắn được cái câu đấy sau tất cả những cái bê bối và những cái gọi là những cái điều tệ mà em đã tạo nên trong cuộc sống của người ta, thì em phải xin lỗi như vậy đi. Và cái điều thứ hai nữa, đối với chồng của em có tệ có xấu, điều đấy không có nghĩa rằng em có quyền cắm sừng người ta, được không nào? Cho nên là cái quyết định em đã quyết định là em chấm dứt với chồng của em thì em cũng nên làm nếu như em thực sự muốn có một mối quan hệ khác, đúng không nào? Chứ còn như em nói đấy, có một người chồng mà cũng như không ấy thì có để làm cái gì, đúng không? Mình làm chủ cuộc sống của mình thôi. Mặc dù chị biết là nếu như cái đời sống kinh tế của mình nó chưa được tốt thì mình phải tập trung vào đấy, mình phát triển kinh tế, phát triển sự nghiệp của mình để mình kiếm được nhiều tiền hơn, cái đấy mới là quan trọng. Và khi mình có tiền rồi, mình sẽ tự tin hơn rồi, thì sẽ có những cái người đàn ông đến bên cạnh mình. Từ lúc đấy mình lựa chọn xem ai là người phù hợp với mình thôi,
đúng không em, yêu thương thật lòng với mình chứ đừng bao giờ nói dối nữa nhá. Bởi vì cái điều quan trọng nhất mà để một mối quan hệ có thể bền vững đấy là phải thành thật em ạ. Thật còn chưa ăn ai chứ đừng nói em còn dối nữa. Khi mà em dối xong người ta phát hiện ra thì người ta thực sự người ta chán ghét mình vô cùng. Và chị nói thật là với tất cả những điều em làm, người ta ghét em luôn ấy, người ta hận em luôn ấy, người ta cảm thấy sợ em luôn, người ta không dám lại gần em luôn ấy em ạ. Cho nên là bây giờ ít nhất thì vớt vát lại một chút hình tượng bằng cái câu nói mà lúc nãy chị chỉ em đi. Còn sau đó thì thề với cuộc đời mình đừng bao giờ mình làm phiền người ta nữa, trừ khi anh ấy chủ động liên hệ với em. Chứ còn em làm như thế này thì không thể chấp nhận được rồi em ạ. Tại sao người đàn ông này nên chấm dứt với em? Bởi vì người ta biết em đang có chồng, đúng không? Lằng nhằng thì có khi chồng em đến táng cho thì đánh ghen rồi anh ấy mất mạng như chơi ấy chứ. Ai người ta dám dính vào đấy. Cái thứ hai nữa là ứng xử của em làm cho người ta quá sợ đi, yêu em không nổi nhá. Cho nên thay đổi, chị không phải chỉ trích em, bởi vì chị biết rằng những cái người mà khi đang yêu á, yêu say đắm xong bị phũ thì người ta bị sốc. Sốc thì sẽ có những cái phản ứng gọi là khủng bố như vậy. Nhưng em phải hiểu rằng những ứng xử đó không khiến cho em hạnh phúc. Và ngày nào em có thể kiểm soát được bản thân thì ngày đấy em mới có thể có những cái người người ta tôn trọng em nhá. Thì đấy là lời khuyên của chị dành cho em. Hy vọng rằng em sẽ sốc lại tinh thần, sắp xếp lại cuộc sống của mình và tiến tới tương lai để có được hạnh phúc. Và với người đàn ông này, nếu người ta chủ động mà người ta liên hệ với em thì hãy bắt đầu làm bạn thôi. Hãy đâu làm bạn bình thường, đừng bắt người ta phải yêu em. Hãy là người chia ngọt sẻ bùi với nhau trong cuộc sống. Và khi mà em đã hoàn tất thủ tục rồi thì nếu như có thể đến được với nhau thì đến, còn nếu không thì em cũng sẽ mở lòng cho một người khác. Thì đấy là chị nghĩ là một cái phương án tốt nhất cho em nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.